Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel Vlog miền núi. Hôm nay là một cái ngày thật là tuyệt vời đối với em cũng như là đối với một người ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới các bạn. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng gần một tuần rồi, cái ngôi nhà của ông cụ thì cũng đã hoàn thành các bạn ơi. Bây giờ em lại quay lại để hôm nay ý nghĩa của ngày hôm nay đó là trao tặng cái ngôi nhà này cho ông cụ 94 tuổi các bạn. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong để đưa bạn đi xem cái ngôi nhà mới mà em đã xây lên cho ông như thế nào nhé. Đây, và đây là cái ngôi nhà mà hôm nay em sẽ review cho bạn xem. Trong quá trình em xây thì cũng mất gần một tuần các bạn. Bây giờ sẽ đi vào xung quanh để xem cái quá trình xây nó có ok không. Đây, bây giờ thì mọi thứ nó cũng đã đâu vào đó hết rồi các bạn ơi. Cái đống rác mà cái ngôi nhà cũ của nó là đây rồi. Trước tiên là phải đi kiểm tra một vòng đã. Hôm nay em mới là ra lần thứ hai để kiểm tra các thợ xây cái ngôi nhà này. Ở đây một vòng đây các bạn đây. Đấy, cũng khá là ok luôn. Đằng sau này là cái rãnh nhà nhưng mà người ta cũng đã làm cái bậc này nó cao lên đấy. Cao lên thì bây giờ nước nó, kể cả nước mưa nó có chảy vào thì cũng không bao giờ vào được trong nhà các bạn ạ. Bây giờ em sẽ tiến hành này đi vào bên trong. Đi vào bên trong này xem bên trong nó như thế nào. Thực ra em cũng chưa được đặt chân vào bên trong nhà từ khi cái nhà này nó lập mái các bạn ạ. Cái nhà này xây mất gần một tuần. Tại thời tiết ở trên này cứ ngày nắng ngày mưa nên là người ta, các thợ xây vừa làm vừa nghỉ nên là cũng tiến hành khá là lâu. Đây là cái bên ngoài của cái khung nhà nhưng mà ở bên trong này cũng đã rất là hoàn thiện, rất là tốt rồi các bạn. Đây là sẽ đi vào bên trong nhà này nhé. Đây, trong nhà thì do là em chưa kịp mà kéo điện cho ông nên là cũng khá là tối, nhưng mà hôm nay em sẽ cố gắng để cải thiện cái điện lưới về cho ông cho nó sáng sủa hơn một chút. Đây, xung quanh cái ngôi nhà đây. Trên này là cái gác bếp đấy, để chống đỡ khi có mưa bão thì những cái tấm tôn, tấm lợp nó sẽ không bị rơi xuống. Trong này là cái bên trong của cái ngôi nhà thôi. Còn sẽ ra bên ngoài để xem xung quanh cái ngôi nhà nó có cái gì nó sai thì mình sẽ chỉnh lại luôn. Đây, mọi thứ nó đã hoàn hảo hết rồi các bạn ạ. Những cái tấm tôn, tấm lợp này thì nó là những tấm cũ, bây giờ không cần phải dùng nữa rồi. Nó thủng hết rồi các bạn. Đây là cái dây điện để em đưa điện vào trong nhà ông em, đã cột vào cái cây chuối kia cả. Đấy, tại vì làm nhà nên phải phá đi. Lát nữa sẽ kéo lại để cho vào trong nhà. Làm lại cho ông một cái bàn, cái bản điện nữa. Sự tinh thần lo gái. Đấy, cũng sự tinh thần sao luôn. Đây sẽ em sẽ quay toàn cảnh cho bạn xem cái ngôi nhà này nó như thế nào. Đây, ông đứng ngay trước cửa đấy các bạn này. Đó. Ông rất là vui mừng khi nhận được cái món quà này. Thì bây giờ thì chắc là cuộc sống của ông sẽ sống tốt hơn và cũng sẽ có một cái hy vọng hơn. Đây, và em cũng đã sắm luôn cho một cái vòi nước và một cái bể, cái thùng đựng nước đây các bạn này. Cái này thì nó sẽ rất là tiện cho ông vì ông không có đi lại được rồi. Đây, cái vòi nước này là em hôm nay em mới sáng nay em mới ra đây để em lắp cho ông này. Đấy, cái này là do em chưa mở nước ở bên trên nên là nước chưa chảy về. Đây, cái đường ống dẫn nước này dẫn từ trên hàng xóm đi xuống các bạn nhé. Cái này sẽ tiện lợi cho ông hơn trong quá trình lấy nước rồi là tắm rửa, nó sẽ tiện lợi hơn. Để cho nó tông chứ bó chỉ thật. Hôm nay thì cũng nhân cơ hội này em cũng trao luôn cho ông cái ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì cũng đã hoàn thiện rồi, mọi thứ cũng đã đâu vào đó hết rồi. Chỉ còn thiếu điện là em chưa đóng cho ông cái bản điện thôi. Lát nữa em sẽ cố gắng để hôm nay cải thiện được cái vấn đề về điện lưới cho ông, để ông sinh hoạt nó được tốt hơn. Đây bạn xem, ông thật sự rất là khổ rồi. Đấy, và bây giờ già rồi ông, nói chung là ông cũng không còn đi làm được nữa. Đấy, ông rất là cảm ơn mọi người cả. Đấy, thì hôm nay có rất là đông đảo các cụ cũng như là các anh, các chị ở làng này cũng về đây để tham gia cái bữa tiệc cũng như là cái ngày để em trao tặng cái ngôi nhà tình nghĩa này cho
ông cụ. Và bây giờ thì em cũng xin chúc cho ông cụ sức khỏe dồi dào và luôn luôn là mạnh khỏe, và sống những cái thời gian quãng đời còn lại sẽ sống tốt hơn. Hy vọng là trên đời này luôn có những cái tấm lòng hảo tâm và những cái tấm lòng yêu thương giúp đỡ người khác. Em thì cũng không phải là một người giàu có, em cũng chỉ là giúp đỡ ông bằng chính cái tấm lòng, cái tấm lòng chân thành của mình. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn một người anh, một người mà em phải nói là rất tuyệt vời, và em cũng cảm ơn anh đã dành cái tấm lòng này để cho ngày hôm nay em có cơ hội để trao tặng cái tấm lòng này đến cho ông. Chúc cho anh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công, thành đạt trong cuộc sống. Bây giờ thì em cũng xin phép dừng cái video đây và cũng sẽ hứa hẹn với các bạn rằng trong tương lai sắp tới thì em cũng sẽ chăm sóc cho ông tốt hơn. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào một cái video mới nhất và sớm nhất nhé. Bye bye! Rất vui đôi khi rất buồn bạn ơi, cuộc sống đôi khi khó khăn đôi khi vẫn êm đềm trôi, còn đó quanh ta bao cánh thương tâm, còn đó quanh ta những mảnh đời lênh đênh, còn đó quanh ta bao nỗi đau âm. Bạn ơi, hãy sớt chia với những khó khăn quanh đời. Bạn ơi, hãy mở rộng tâm lòng yêu thương thế gian. Niềm vui sẽ dâng lên trong lòng, niềm vui sẽ theo ta suốt đời và sẽ cho ta niềm hạnh phúc ấm nồng. Dù cuộc đời vui sướng biết mấy, một mai ta cũng xuôi tay mà thôi. Ta chẳng mang theo được gì về bên kia thế giới. Dù cuộc đời sung sướng giàu sang, có chăng cũng là giấc mơ phù du. Với trái tim niềm nay sang người, còn vang mãi trên cõi đời. Với những khó khăn quanh đời, bạn ơi, hãy mở rộng tâm lòng yêu thương thế gian. Niềm vui sẽ dâng lên trong lòng, niềm vui sẽ theo ta suốt đời và sẽ cho ta niềm hạnh phúc ấm nồng. Dù cuộc đời vui sướng biết mấy, một mai ta cũng xuôi tay mà thôi. Ta chẳng mang theo được gì.